Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV nhân dịp chúng ta kỷ niệm 30 tháng 4, 39 năm nhìn lại và sự hình thành của khu Lido Sài Gòn. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với một trong những người có mặt đầu tiên trong khu Lido Sài Gòn, một doanh gia đầu tiên và cũng là một dược sĩ, một nhà thuốc Tây đầu tiên, đó là dược sĩ Quách Nhất Danh. Thưa dược sĩ, chúng ta đã nghe những lời kể rất là xúc động của dược sĩ trong những giai đoạn đầu tiên khi mới đến Hoa Kỳ. Và khi dược sĩ bước tới cái khu Lido Sài Gòn thì dược sĩ có thể mô tả lại cái khung cảnh và cái cảm giác dược sĩ lúc mà là một trong những người đầu tiên đến với khu Lido Sài Gòn này. Thì trước khi tôi xuống đây đó thì khi mà tôi có nhờ ông bác sĩ cũng đàn anh thôi, bác sĩ Phạm Nhân Hoàng, thì bây giờ ảnh cũng vì lý do sức khỏe ảnh cũng về hưu rồi, ảnh về hưu đó. Ảnh cũng là cái người để mà giúp đỡ chúng tôi lúc đầu đó, tại vì ảnh là người có thể biên toa được. Bên Mỹ này thì vấn đề mà dược phòng nó khác với hệ thống của Tây ngày xưa để lại cho mình đó. Thành thử ra mình hoàn toàn khác, người đồng bào Việt Nam mình không có thể hề biết được cái hệ thống mà thuốc men dược phẩm khác như thế nào thưa dược sĩ? Khác là cách trình bày nó cũng khác, mà thuốc men cũng khác, hoàn toàn nó khác hết à. Tây nó lại tổ chức khác, còn Mỹ nó hoàn toàn khác. Nó có hệ thống, cái hệ thống là biên toa và cho thuốc. Biên toa với lại cách mà thuốc men nó cái tên thuốc nó cũng khác. Mà cái loại thuốc mà nó không phải như là nó giống như Pháp để lại là từ hộp vài viên hay là 20-30 viên, còn này không có đâu. Nó phải, mình phải mỗi khi mình tới thuốc mình phải đếm thuốc, rồi mình phải đề tên rồi cách sử dụng này kia, rồi mình phải đếm thuốc ra. Cái đó là cái cách mới của Mỹ mà Việt Nam mà lúc đó chưa có hề biết đến. Là ở Việt Nam dược sĩ dùng theo cái hệ thống của Pháp dạ. Và qua Mỹ là hoàn toàn thay đổi hết. Vâng, và sau khi mà với sự quen biết với bác sĩ Phạm Văn Hoàng, thưa quý vị, đó là thân phụ của bác sĩ Phạm Văn Hải. Kế tiếp thì cái khu Lido Sài Gòn lúc đó có những cái business nào thưa dược sĩ? Thì lúc đó tôi thì tôi kiếm xung quanh, tôi tới đây tôi thấy cái khu này tôi thấy Mỹ nó bỏ đi hết rồi, cũng trống này lắm, mà giữa nó ở xảy ra giữa xa lộ 45 với là 22. Tôi thấy cũng là một dịp hay, xa bác sĩ Hoàng, nhưng mà nếu mà tôi mở gần bác sĩ Hoàng thì mình không có dịp mình phát triển. Tôi kiếm được cái chỗ tại bác sĩ Hoàng là ngay trên ở trên trường trên này nè, ngay đường Bosa mà Edwards. Thì mình về đây thì mình thấy cái đất nó trống nhiều hơn. Lúc đó mở chắc rẻ lắm á dược sĩ, rẻ. Nhưng mà lúc đó mở ra thì buổi trưa thì kia không có ai hết. Không có gì ăn hết rồi, thành thứ tụi này phải đem mì gói rồi theo. Chưa có tiệm mà được. Tiệm thì không có gì hết. Nhà hàng Mỹ cũng không có ạ. Nhà hàng Mỹ thì xa. Xa, nhưng mà mình cũng thích ăn đồ Việt Nam. Lúc có nhà hàng Việt Nam nào ạ? Có một nhà hàng Việt Nam nhỏ, quê hương đó. Quê hương chỗ gần Tony Lâm đó. Nhưng mà tụi này cũng ít ra đó, thành thứ là phải đem mì gói và nước mắm. Thành thử bên luật lệ của Mỹ đây thì nếu mà dược sĩ mình đi ra mình phải đóng cửa lại. Chứ mình đâu có thể bỏ tiệm mình đi được. Thành thử ra vì khách đông với là vì cái bận mình không có dám bỏ tiệm đi phải đóng cửa. Thành thử ra lâu lâu mới đi ăn ngoài thôi. Và cái khung cảnh của Sài Gòn lúc đó, khu Lido Sài Gòn lúc đó cũng có những cái vườn trồng trọt, những cái khu đất để trồng dâu này kia cũng vẫn còn phải không ạ? Như chẳng hạn bên kia đường đó thì cô Hương Thơ thấy đó, trước mặt mình đó là một cái nursery của Mỹ. Cái khu 99 không ạ? Khu 99 là nó là một cái phi trường. Nó là một phi trường cũ. Phi trường cũ của thành phố Westminster. Khu Hủ tiếu Thanh Xuân là một cái nursery. Một Hủ tiếu Thanh Xuân là cái nursery. Nursery của người Nhật. Là chỗ mà cho họ bán cây, trồng cây rồi đó. Cây ăn trái và những cây cây cảnh đó. Còn Asian Village, Asian Garden bên đây thì nó là một cái factory để nó factory của Mỹ. Là khu vực xương sáp Phước Tập Thọ là một cái factory. Một công xưởng của Hoa Kỳ. Vâng. Thì lúc đó khách của dược sĩ là những người bản xứ nhiều hơn ạ. Lúc người Việt Nam có đông chưa ạ? Cái đó mình bên đây mình may mắn ở chỗ này nè. Những thời gian mình học bên Nebraska nó cực nhọc, nhưng mà về đây mình thấy mình vui lắm. Là tại sao? Là tại đồng bào Việt Nam mình lúc đó không làm sao tìm thuốc được. Nếu bác sĩ Hoàng biên thuốc đi ra Mỹ không hiểu, sao không hiểu tiếng nói, không hiểu ngôn ngữ, không biết cách nhận, biết cách sử dụng. Là thứ tôi phải xin với lại chính phủ ở đây thì tiểu bang đó để có thể mình dùng bằng tiếng Việt, đánh máy bằng tiếng Việt cho họ hiểu. Cái đó phải xin phép.
mà thành thử ra người bản xứ thì tôi ít có chịu làm, tôi làm riêng lên đồng hương của mình hơn. Dạ vâng. Thành thử ra hôm tới mình chỉ dẫn cho họ cách sử dụng, cái đó là làm cho mình vui lắm, cái đó là một cái may mắn, tôi nghĩ cái đó là may mắn. Mình giúp đỡ đồng hương, vâng, trong các ngành nghề của các dược sĩ. Và thưa dược sĩ, trong cái quá trình mà vận động để được cất cái tên Lê Đô Sài Gòn đó, Hương Thơ nghĩ rằng cũng rất là gian nan. Thưa quý vị, vì Hương Thơ được biết đọc qua những cái tin tức trên media là có lúc đó những cái người thương gia Trung Hoa họ cũng muốn lấy cái tên là Asian Town hay Chinatown. Đúng rồi. Thì xin dược sĩ có thể nói là cái quá trình vận động của những người Việt lúc đó, trong đó có dược sĩ như thế nào ạ? Cái đó không phải ý kiến của tôi đầu tiên, nhưng mà họ có mời vô trong đó. Trong đó có lẽ cô Hương Thư phải mời kiếm ai người, những người những người trong đó, nếu như trong cái hồ sơ nó có ghi rõ những người có thể mà vận động mạnh mẽ trong để thành lập cái lên Sài Gòn, thì khi mà ông tổng thống, ông phải tổng thống, ông thống đốc xuống thống đây, ông khai trương đó, thì hình ảnh đó, cô Hương Thư còn giữ đó. Vâng, là nhưng mà dược sĩ cũng là một trong những người cùng đóng góp trong sự vận nhóm, động đó. Trong cái nhóm mấy ảnh có mời, mời đó. À, thưa dược sĩ, theo năm 1999, trước khi chúng ta nói về cái vụ sự kiện Trần Trường, thì Hương Thơ muốn nói đến cái giai đoạn mà như cái bài hát của Việt Dũng, Một Chút Quà Cho Quê Hương, một bài hát mà chúng ta có thể nói lên một cái thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống người tị nạn ở ngoài nước cũng như là người dân ở trong nước, mà dược sĩ là một người dược sĩ gốc Việt, người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã là chứng nhân trong cái giai đoạn mà quà cáp gửi về Việt Nam. Xin dược sĩ kể lại cái giai đoạn đó, lúc mà những thân nhân tới nhờ dược sĩ chuyển hàng về những cái món quà về Việt Nam. Cô Hương Thơ mà hỏi câu đó tôi rất là xúc động. Xúc động không biết mà nói được không đó. Gồm những món quà lúc đó là những đồ gì người ta gửi về nhiều nhất thưa dược sĩ? Mình xúc động tại vì trong thời gian đó có những người ta ở bên nhà không có thuốc, không có thuốc men. Dạ vâng. Họ đến đây, để họ có một mối thuốc. Để tôi cũng đã xin phép với lại tiểu bang để có thể mình thuốc, mình thuốc Mỹ nó khó lắm, mình không thể mình lấy ra ngoài được. Mình xin phép để cho vấn đề những nhân đạo cho chúng tôi xin đạo đi, thành thử họ cho phép là mình bán một số hàng như trụ sinh này kia để mình đóng tại đây, mình không được đem ra thôi. Thành thử trong thời gian đó xúc động thật, nhưng mà tôi rất là hãnh diện, may mắn là giúp được rất nhiều người, tại vì họ kể lễ gia đình bên kia không có thuốc men gì hết, dược sĩ mà thuốc bên đây thì tôi không biết cách dùng thôi, dược sĩ chỉ đi, chỉ cách dùng đi. Thành thử mình cái công của mình học nó rất là đáng, xứng đáng. Vâng. Ngoài thuốc men thì còn những món gì mà người Việt Nam mình gửi về lúc đó thưa dược sĩ? Như có những cái đồ gia dụng, thiết bị điện tử không dược sĩ? Ở bên Việt Nam mình cũng đó, họ thiếu thốn lắm, họ thiếu thốn đủ bề hết, ngay cả quần áo cũng có nữa, giày dép cũng có nữa. Dạ. Và lúc đó dược sĩ đã nhìn thấy cái sự cần thiết nhu cầu của những người đó, nên dược sĩ cũng có đầy đủ những thứ ngay cái phòng thuốc tây, phải không ạ? Dạ. Thành thử mình phải tạo mấy cái đó để họ đóng hàng gửi đi luôn ra. Tại vì thuốc men họ đem ra ngoài không được. Dạ vâng. Thành thử cái đó để cho họ cái chuyện mình đem đi, thành thử cái bài của Việt Dũng đó. Dạ. Mình làm cho mình xúc động hơn. Vâng. Rất là rõ ràng. Nói lên tất cả những cái tâm trạng của mình lúc đó. Dạ vâng. Thiếu thốn của dân mình. Vâng. Tại vì cái sự cấm vận nên ở bên Mỹ, Hương Thơ biết là lúc đó cấm vận, nhưng mà dược sĩ bằng cách nào mà gửi được những món quà đó về Việt Nam ạ? Cái đó mình cũng, lúc đó tôi cũng phải tranh đấu với lại có hai chỗ, tụi FBI với lại tranh đấu với lại luật lệ của tiểu bang của mình đó. Dạ. Với Bo Pharmacy đó, họ cũng tới đây, họ cũng thanh tra mình nhiều lần lắm. Dạ vâng. Tôi mới giải thích cho họ, tôi xin những cái những món quà có lẽ là để giúp kêu bằng danh từ nó kêu bằng hỗ trợ nhân đạo, phải không ạ? Nhân đạo. Dạ vâng. Nhân đạo thôi, các ông cho dùm đi. Mà mình phải gửi qua đường bên Air France là bên Pháp. Dạ, France hết mình giờ. Không, ở đây nó cũng gửi thẳng đi luôn được. Gửi thẳng đi luôn. Đi luôn. Nhưng mà cái thuốc men á không được đem ra ngoài thôi. Vâng. Họ tới đây họ đóng hàng cho tôi phải chuyển thẳng như nào. Dạ vâng.
Thì lúc đó thì cái sự mà nhận được quà nó có được 100% không, hay là cũng bị mất mát nhiều thưa dược sĩ? Tôi thấy lúc đó cũng được, bởi vì mình không có gửi nhiều đó, tại thử họ cũng nhận được nhiều lắm, họ cũng gửi. Tôi đó có là những cái feedback. Bắt đầu vào thời năm nào ạ? Bắt đầu từ năm 86. Nó bắt đầu từ 78 đã bắt đầu người ta gửi rồi. Ta gửi rất nhẹ nhàng thôi, ít thôi. Nhưng mà bắt đầu từ 85, 86 tới năm 90 mấy, trong khoảng 10 năm. Hơn 10 năm họ gửi điều quà lắm, họ gửi tới năm 88, 89 gì như tôi nói đó, họ gửi nhiều hơn. Vâng. Họ gửi vật dụng gia dụng này kia nhiều hơn. Vậy là dược sĩ trong cái nhà thuốc tây dược sĩ là có đầy đủ những món đồ cần thiết mà một người Việt Nam rất là mong muốn có được người thân nhân gửi về, đúng không phải, phải. Vâng. Cảm ơn dược sĩ Danh rất nhiều. Và thưa quý vị, đó là những dòng lệ xúc động khi nhắc lại một cái thời điểm mà đau thương của quê hương chúng ta, của những người dân chúng ta phải tha hương và xa người thân ở quê nhà. Xin quý vị đừng rời máy sau vài thông tin thương mại ngắn gọn. Hương Thơ và chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV về 30 tháng 4, 39 năm nhìn lại và sự hình thành của Sài Gòn. Lý do Sài Gòn sẽ trở lại ngay. Xin cảm ơn quý vị.